Cái gì đấy con? Hạ tuổi đâm quen con. Ta không muốn đi chắc con đấy. Con chơi đấy. Mắng xa nó dọn nói. Thịnh nhà ơi giữ lệ giang lời khi non nhớ nếu mà nhớ hồn đã nói gọi mà điện nó thôi trả lời mấy ngò có ngày nào giặc ngã mày đỡ thôi alo này nhà ơi alo này nhớ mà thiêng thương đình khi mẹ cái ngay không mơ đường mà trời mưa cứ tưởng buồn đi căn anh đi mưa cũng nhau đây đó bờ ngay lưỡi không mà đổ ở nào nó đợi đi cầm là mua đeo ăn rồi nên ơi cho bố mắng xuống cái lòng đi đã chờ say lê hồn về liền cũng in ra vậy đó hãy nhà ơi vậy nhớ xiềng lời đừng mang đợi cho ùn mà đời ngoài lời ướt mưa cô ngày ơi ùn ơi nhớ nhớ mày nhớ thương rùng xa chưa tắt mắt như dương lưỡi mưa đầy đó thế à la sương làm sương á nôn chẳng phải còn á nhỏ đỡ buồn lên nhà thầy đã rồi ơi em
trầm mà say họ mặn nó un mặn nó nương chưa ngày này ra giờ un nai thế à la con rệt mà bông ngày này hãy nhớ để một nhà dùng chiều này đã giờ ý nhà ơi thế à mê ngơ mơ cấm mơ lệ mà say nhớ kha đã chờ đi dùng cây cửa nhà bên nhỏ nhà hôm nay thế hà là anh nhớ đến đập nó mương đỡ ồn mang giật lên đi xong đập nó mương quê em đại nhà ơi un na ơi má đã chưa lệ mà thầy trang đồ mình đi dòng quê làng cho thường ra nhà un na đi quê ngã xa mà quê ngã làng mà trời rảnh ơi thế là đi về mà nói họ tình hạ trời nhà em nga quê nga xàm quê nhớ làng đỡ đi mà quê dùng nhà nàng hôm mà này rải ơi thế gặp mẹ nhà lại dòng quê ở nhà đi chơi lại ơi thế un nó mà giới thiệu mà tình ở nó được cho họ bầu gặp này nhá chàng phương xa tôi mày ơi nở bên bố bầu đang thương kha trời cho
đổi hàng. Hà mới gặp lon đau muốn nhau thôi mày nhà ơi gặp Mm-hmm.
đại khéo như nhường rét mà con tôi ơi đây à ngon nghe chiêng mã là chiêng giữa đường